Mới đó mà đã một tháng trôi qua kể từ khi Oshin đến làm việc cho bà chủ Harada của mình. Trong lĩnh vực làm tóc, Oshin có khả năng thiên phú và một đôi tay khéo léo. Danh tiếng của cô lan rất nhanh và được truyền miệng khắp nơi. Mỗi ngày cô lại có nhiều khách hơn. Chị Oshin à, đã tới giờ tới quán Athen rồi đó. Tới rồi sao? Vẫn còn hai khách đang chờ ở ngoài kia mà. Bà chủ không có ở tiệm, em đã nói họ là chị không thể nào kham hết được, nhưng mà họ cứ khăng khăng ngồi chờ. Em thành thật xin lỗi, phiền chị chờ em một lát nhé. Bây giờ em hãy gọi điện liền cho chị Sumiko và nói là chị không thể tới đó được nha. Em cứ nói là chị có chuyện gấp cần phải giải quyết rồi xin lỗi giùm chị nha. Dạ. Chị thấy khó xử quá, chắc chị không còn thời gian để tới đó nữa. Phải chị họ chịu tới đây thì hay quá. Để em nói như vậy với họ hả? Ừ, em nói giùm chị đi ha. Chị vô làm đi. Dạ. Em xin lỗi chị nhiều nha. Nãy giờ để chị phải chờ lâu. Thì đó, chị đã nói từ đầu rồi mà. Chuyện này nghe mắc cười chứ. Có người gọi điện thay cho Oshin. Sao vậy? Nhắn là hôm nay Oshin không tới được. Sao vậy? Oshin bận chuyện gì mà không tới được chứ? Cổ còn muốn là từ giờ chúng ta tới cửa tiệm để làm đầu. Trời ơi, em biết cuối cùng thế nào cũng tới lúc đó. Chắc chắn Oshin đã trở nên nổi tiếng rồi. Chúng ta cũng phải thông cảm, cổ làm thuê cho người khác, không thể tự do làm việc như trước đây được. Chị biết chuyện gì của Oshin vậy? Dựa vào đâu mà chị nghĩ Oshin đang làm việc cực khổ chứ? Có vẻ như tiệm vải Tanokura sắp phá sản. Ba người thư ký của họ đã bị sa thải rồi đó. Thiệt vậy hả? Thiệt là tội cho Oshin quá. Hèn gì cổ không thể đi tới đây làm tóc cho tụi mình được nữa. Tụi mình không nên đòi hỏi cổ giúp như trước đây. Đúng đó, tôi cảm thấy thật có lỗi với cổ quá. Tội nghiệp Oshin. Thất vọng thiệt á. Tôi thà ở vậy còn hơn kết hôn với người mà tôi phải làm việc vất vả để cấp dưỡng. Tốt hơn hết tôi khỏi kết hôn luôn đi. Đừng có ai nói gì với Oshin đó nha. Cổ không muốn chúng ta biết tình trạng khó khăn của chồng cổ đâu. Chị Oshin à, để nói em làm cho. Bây giờ chị nên về nhà đi. Chị không thể để cho em làm hết như vậy được đâu. Không sao đâu mà. Cảm ơn mấy cô nhiều nha. Dạ, chào bà chủ mới về ạ. Chắc bà chủ mệt lắm rồi ha. Hôm nay chắc là cô bận lắm hả? À, trên đường đi về nhà tao có ghé ngang qua chợ thủy sản. Cô mang ít cá về đi. Dạ. Tao để trên bàn cho cô đó. Dạ, cảm ơn bà chủ rất nhiều. Nói thật lòng thì tao cũng muốn giúp cô một tay. Chưa chắc gì ta có thể làm tốt như cô, nhưng ta nghĩ nếu ta cố gắng, chắc ta cũng có thể xoay sở được kiểu tóc phương Tây. Kìa bà chủ à, nhìn cô làm việc cực như vậy ta không thể chịu được. Bây giờ cũng đã tới lúc ta phải thay đổi rồi. Bà chủ nói thiệt đó hả? Cũng nhờ cô Oshin mà khách hàng tới tiệm của ta càng ngày càng đông. Cũng chính vì vậy nó đã khiến cho ta cảm thấy phấn khởi hơn. Ta muốn cửa hàng của mình có thể đắt khách như trước đây. Nghe có vẻ mắc cười quá. Vậy mà có lúc ta từng nghĩ tới chuyện nghỉ hưu rồi đó. Thật tình là bây giờ cháu cảm thấy rất vui khi bà chủ đã quyết định chuyển sang làm tóc phương Tây. Ta không biết liệu khách hàng có hài lòng với kiểu tóc phương Tây của ta không, nhưng ta sẽ cố thử. À, theo ta. Dạ. Đây là lương tháng của cô nè. Cảm ơn bà chủ rất nhiều. Có một số quy định không thay đổi trong kinh doanh. Ta trả lương dựa trên những việc cô đã làm. Ta sẽ giữ lại 20% thu nhập. Nếu như vậy thì bà chủ đã giữ lại quá ít rồi. Nếu như không làm việc ở đây thì làm sao cháu có được khách hàng nhiều như vậy chứ. Cho nên cháu nghĩ là bà chủ cần phải giữ lại cho mình ít nhất là 50% thì mới hợp lý. Thôi được rồi. Cũng nhờ có Oshin mà ta đã quyết định thử làm tóc thêm lần nữa. Nếu như không có cô thì ta đã không nghĩ tới chuyện thử phong cách phương Tây rồi. Ta biết ơn cô nhiều lắm Oshin à. Bà Rada, cô cũng cần tiền mà. Cô làm là để kiếm sống, và cô đã rất nghiêm túc về chuyện đó, cho nên ta mới quyết định làm việc với cô và làm lại từ đầu. Đừng nghĩ ta là cô giáo của cô nữa. Bây giờ không phải là như lúc trước. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái trẻ muốn đi theo cô để học nghề. Nè, nói thật lòng, ta rất tự hào về cô đó. Nhờ cô mà ta cảm thấy việc dạy bảo của mình có ý nghĩa hơn.
Hy vọng tiệm tóc sẽ phát triển tốt. Oshin à, cùng cố gắng nha. Bà chủ à. À, nãy giờ lo nói chuyện mà ta quên mất. Chắc chồng của cô đang chờ cô ở nhà. Thôi cô về đi, nhớ là đem cá về đó. Chưa, cảm ơn bà chủ rất nhiều à. Bác à, hôm nay bà chủ Harada đưa cháu tiền. Thời gian đầu cháu vẫn chưa có nhiều khách, với lại làm tóc kiểu phương Tây cũng không được cao giá như kiểu truyền thống, cho nên số tiền cũng không đáng là bao. Cảm ơn cô chủ nhiều lắm. Ngày hôm nay chúng ta vừa mới ký được một đơn hàng khá lớn, nhưng mà chắc cũng còn lâu lắm chúng ta mới nhận được tiền thanh toán của đơn hàng đó. Tôi không biết phải nói cảm ơn cô chủ ra sao mới phải. Sao bác lại nói như vậy được chứ? Bác cứ nhận đi, không có gì phải ngại hết. Nhưng có điều là bác đừng nói với anh Ryuzo đó, có được không? Tiền là của chung, một người có, cả nhà cùng có. Em kể cho anh nghe chuyện này nha. Sau một tháng trời làm việc, cuối cùng thì em cũng bắt đầu có nhiều khách hàng rồi đó. Miễn là em vui thì anh không có ý kiến gì hết. Nhưng đừng làm việc quá sức. Là phụ nữ thì không nên quá quan tâm về chuyện kiếm sống đâu em. Ngày hôm nay anh đã nhận được một đơn hàng lớn. Chỉ cần một hợp đồng như vậy cũng đem lại nhiều tiền hơn là em làm tóc cả năm đó nha. Em cũng thấy rất mừng cho anh. Kinh doanh là công việc vất vả, anh đã cố gắng suốt thời gian qua. Bây giờ nỗ lực của anh được đền đáp rồi đó. Mọi chuyện khả quan hơn rồi. Anh lại có một người vợ yêu để quan tâm. Anh không muốn em lo về chuyện gì hết đâu. Mọi chuyện đều đã có anh ở đây lo liệu rồi. Richard à, con nhìn thử coi có đẹp không hả? Thấy rõ không? Con không thể nhìn thấy đuôi tóc ở đâu, có đúng không hả? Không thấy đuôi tóc đâu hết. Để làm được kiểu tóc như vậy, nếu mình dùng kẹp uốn tóc thì cũng khó lắm con à. Sao, hiệu quả chứ? Trước đây cháu chưa bao giờ nghĩ bà chủ sẽ làm tóc kiểu phương Tây đó. Lúc trước không làm thì bây giờ làm có sao đâu. Nhìn cũng dễ lắm. Lúc trước ta cứ nghĩ thợ làm tóc mà làm kiểu phương Tây thì thật xấu hổ, nên ta chưa từng dạy kiểu tóc đó. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Oshin làm, ta nhận ra phong cách phương Tây thiệt ra cũng là một nghệ thuật đó chứ. Nhiều cái hay để học hỏi. Oshin đã tự mình sáng tạo ra rất nhiều kiểu dáng, mà kiểu tóc nào Oshin làm ta thấy cũng đẹp hết. Nên ta cảm thấy ta cũng nên thử một lần. Nhìn cũng hoàn chỉnh rồi đó. Bây giờ nên làm tiếp kiểu nào đây ta? Thế giờ làm việc rồi, thế bác xem cháu đi. Oshin, tối nay chúng ta ra ngoài ăn nha. Cùng ăn mừng hợp đồng mới này đi. Cô chủ à, chờ tới khi nhận được tiền rồi thì ăn mừng cũng chưa muộn mà. Bác đang nói cái gì đó? Bác không tin khách hàng này hay sao? Tôi không có ý đó đâu mà cậu chủ. Nhưng trừ khi nhận được thanh toán xong á, chứ giờ trong nhà không còn nhiều tiền để chúng ta tiêu xài hoang phí như vậy đâu cậu chủ à. Bác Ren à, cậu phải hiểu rõ hơn ai hết chứ. Thôi được rồi, bác muốn chờ chúng ta sẽ chờ. Trời đất, bác hài lòng chưa? Bác không nên khắc khe với em như vậy chứ. Nhưng mà để cậu chủ tiêu tiền cô đã cực khổ kiếm một cách hoang phí như vậy tôi ai nái lắm. Cậu chủ vẫn còn chưa học được bài học nào đâu. Cậu chủ vẫn còn xài tiền thoáng quá. Cô phải nghiêm khắc với cậu chủ hơn mới được. Bà chủ à, bà vào phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào có khách cháu sẽ kêu bà xuống mà. Làm vậy sao được chứ? Ta đã quyết định là sẽ bắt đầu lại từ đầu rồi mà. Bà chủ tối hôm qua đã thức tới 2 giờ sáng để tập làm tóc kiểu phương Tây đó. Ôi, biết chưa à. Tại vì ta cảm thấy lo lắng mà. Nè Oshin, nếu sau này chồng của cô làm ăn khấm khá lại,
Cô cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ việc giữa chừng đó nghe chưa. Ta nghe nói đâu cô ấy nhận được đơn đặt hàng lớn lắm hả? Dạ, hy vọng là công việc của anh sẽ được phục hồi như trước kia. Thôi mà, ta trông cậy hết vào cô đó Oshin à. Không có cô, ta không làm gì được hết. Đừng lo mà bà Harada. Dù có như thế nào đi nữa thì cháu vẫn sẽ tiếp tục tới đây làm việc mà. Cô hứa rồi đó. Ta trông cậy vào cô hết. Giờ cô phụ trách làm kiểu phương tây cho tiệm của chúng ta. Nếu như cô quyết định bỏ việc giữa chừng, chỉ một mình ta thôi, không làm được gì đâu. Bà đừng nói như vậy. Tiệm đã làm việc chưa vậy? Dạ rồi, xin mời quý khách vào. Xin kính chào quý khách, kiểu Tây hay kiểu Nhật à? Kiểu Tây, cả hai người luôn. Dạ, đúng vậy. Bà chủ, dẫn họ vào đây đi, lần này ta sẽ làm. Bà chủ à, xin mời đừng vào. Đừng lo mà, rất vui được gặp quý khách. Chào mọi xin người. Chào mọi người. Dạ xin mời ngồi. Dạ xin chào quý khách. Nói đi, cô thích kiểu nào đây? Tùy ý chị thôi. Nếu vậy thì tôi tự quyết định làm luôn sao nha. Hợp mặt tôi thì được. Lấy đồ giùm chị đi. Em thật sự bái phục bà chủ luôn á. Chị nghĩ sao? Tất nhiên rồi. Trước giờ bà chủ là người rất giỏi mà. Kỹ năng của bà chủ rất là tốt. Dù chị có giỏi cỡ nào đi nữa thì cũng không thể qua mặt được bà chủ của mình đâu. Em thật sự cảm thấy rất vui. Chị biết không, hồi đó em đã nghĩ tới chuyện rời bỏ nơi này. May mà em quyết định ở lại đó. Ồ, dạ xin chào quý khách. Mời có dạ, khách mời tới vào. Dạ xin chào quý khách ạ. Bây giờ thì cả bà chủ Harada cũng làm tóc kiểu phương Tây. Họ ngày càng có nhiều khách hơn trước đó. Trên cả mạng, khách hàng đã biết đến kỹ năng làm đầu của cô Harada, nên họ dạ, rất yên tâm. Chào quý. Cửa tiệm của Harada bắt đầu đông khách trở lại và phát đạt như thời gian trước kia. Cô làm kiểu tóc cũ có phải không? Giờ đó Oshin cũng bận rộn hơn bao giờ hết. Rồi. Cô bắt đầu hứng thú với công việc. Tuy nhiên Oshin sắp gặp một cú sốc. Cháu về rồi nè. Có chuyện gì vậy bác? Ơ, chào cô chủ. Tôi xin lỗi vì không biết cô chủ về. Anh Rizzo đâu rồi bác? Anh vẫn chưa về nhà nữa hả? Thôi, bây giờ cho đây làm bữa tối đây. Anh Rizzo, anh sao vậy nè? Anh không khỏe hả? Bác Sen à? Dạ. Bác à, anh Rizzo bị sao vậy hả bác? Bác đã gọi bác sĩ chưa? Không biết là anh có bị sốt hay không nữa. Đừng nói nữa mà. Cứ mặc kệ anh. Bác Sen à? Xảy ra chuyện gì phải không? Bác liệu mà giữ miệng đó. Anh chỉ thấy hơi mệt thôi. Để anh một mình đi. Oshin không hiểu đang có chuyện gì xảy ra ở đây. Chắc là có chuyện nghiêm trọng mới khiến cho Ryuzo ủ rũ và cáo gắt tới như vậy. Cô rất lo lắng cho Ryuzo. Chỉ bé nhiêu thôi cũng đủ khiến Oshin cảm thấy buồn lòng.